Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Hôm nay là có một người rất là đặc biệt. Dạ, yeah. Ôi sao thấy kìa, đây. Alo em. Idol. Ai chở tới vậy? Chào. Idol của em tôi. Em chạy chứ xe. Hello Kitty. Ai sẽ là bên kia đó, chào Song Hỷ, chào mừng Song Hỷ đến với kênh Phèng Vlog. Các bác. Chào cả nhà trên, chào khán giả trên kênh của anh Phèng nha. Chào tôi đưa em đi giữa vậy, anh Phèng đứng giữa đi. Biểu qua đây, biểu qua. Ủa rồi anh chị là đi từ ở ngoài Bắc vô đây luôn hả? Hôm qua thì ở đây một hôm rồi. Thì đi cùng nhau là đi từ Nghĩa Lộ Văn Chấn. Cái chỗ mình nói là Song Hỷ book cho mình luôn á. Chị ra nhờ Song Hỷ book luôn. Tại vì hôm nay định là book gần đối diện nhà Song Hỷ luôn. Nhưng mà người ta chỉ có một ngày duy nhất thôi. Là đêm nay, ngày mai là có người đặt phòng rồi. Nên là mình thấy vậy em đặt bên gần xích ở dưới một chút. Mà chỗ Song Hỷ đặt là ở phía sau đang có cuộc thi đấu PA nữa. Cho nên đúng rồi. Có cái anh đó là nổi tiếng lắm. Nổi tiếng lắm, hình như là đấu giải gì Việt Nam gì đó. Tao làm cứ thấy mọi người cầm cái gậy bằng này. Cái túi không biết là cái gì. Cái gậy pizza quá. Cây đó giống cây cồn á. Nhưng mà bữa giờ là thấy là bữa nay hôm qua em quay như thế nào. Tình hình là giỏi cái tiếng một gì thì cũng tạm vậy đó. Nhìn lúc nào cũng tâm xong cũng tươi. Nói chung thì nhiều khi mình đang đi vui với mọi người, cái mình đi về mình lên cái mình như kiểu mình hụt hẳn anh. Tại hôm vừa rồi Nga với Song Hỷ là đang có 5 ngày ở bên nhau với lại Long Khánh của em, sau đó thì Nga là Mon khai trương quán mới á, là về Yên Bái ra đó, rồi em lại vô nữa, là muốn vô đây là đi miền Tây đầu tiên để gặp Má Nhi đó, xong rồi qua đây gặp Song Hỷ, rồi Song Hỷ sẽ đưa em đi khám phá miền Tây. Giao chứng cho Song Hỷ. vào đến đây thì anh cũng không biết là ở chỗ nào ấy, thì là Song Hỷ ngày mai ngày kia thì Song Hỷ đưa anh với chị Nga với mọi người có gì hay là bọn anh chơi nhá. Anh đòi là nhà xanh đỏ tím vàng như thế này, đòi mua căn ở kìa. Nói chung thì mình ở trên sông, anh ở trên núi, nhưng mà đôi khi anh thấy ở dưới mặt sông như thế này thì anh thấy có lạ không? Rất là lạ luôn, bởi vì đầu tiên ấn tượng là nhà xanh đỏ tím vàng, đấy, bảy sắc cầu vồng luôn. Thứ hai là mình đang suy nghĩ là cái việc là mọi người ngủ ấy, nước thì nó sẽ bồng bềnh đấy, thì không biết là có dễ ngủ không? Tại vì á, nếu mà theo em á nha, em á thì nếu mà xuống đó một chút xíu thì em sẽ bị say sóng, say cái mặt nước nó như thế này. Còn nếu mà người ta đã ở lâu thì người ta sẽ quen, giống như là không ở được á thì không ngủ đây thì không quen á. Còn mà nếu mà lên bờ nhiều khi nó yên tĩnh quá, nó động, nó không có bềnh như nè, là cũng khó ngủ. Nhưng mình là không ngủ được đâu, bởi vì là nó bồng bềnh á. Đúng rồi anh, nó cứ gặp nước hoặc là những cái xà lan, tại vì cái khu vực này là sông Hậu và sông Tiền là hai cái nhánh sông, nên là có rất là nhiều xà lan mà to. Tại giờ này chưa có chứ nửa đêm là nhiều lắm. Thấy chưa? Nãy giờ anh đi đâu rồi? Anh chưa đi đâu rồi. Bây giờ Song Hỷ thôi. Vậy hả? Chứ đâu biết chỗ nào đâu chứ. Bây giờ có chỗ nào chắc là ăn nhẹ nhẹ đi. Bởi vì đói quá rồi. Cái gì anh muốn ăn, cái gì nóng không? Cái gì cũng được. Bây giờ là vào đây là giống như cá trong lồng ấy. Hơi lạ đúng không? Bây giờ là cái gì cũng được. Bây giờ mình ăn hủ tiếu gõ được không? Hủ tiếu gõ. Nhưng mà sao lại gọi hủ tiếu gõ? Nếu em không có tiền em trả sẽ gõ. Thế à? Được, em sẽ chịu đi gõ. Ok, vậy là chắc chắn là hết tiền. Ai chị nghe còn. Tại vì hủ tiếu gõ là như vậy nè. Hồi lúc trước là một cái xe hủ tiếu nhỏ như vậy, người ta đậu cố định thì không ai mà biết đến. Tối nhiều khi á, nên là người ta chỉ chạy xe đạp. Mày gõ thì mới gõ, cốc như vậy thì mọi người mới biết là xem hủ tiếu gõ là đã đến, nên chạy ra ngoài kêu hủ tiếu gõ. Đấy, bây giờ thế thì bây giờ mời khán giả của kênh Phèng Vlog, kênh của chị Nga Sumo và kênh của Song Hỷ là đến cái quán hủ tiếu gõ. Đấy, thực sự với các bác là khoảng cách địa lý Phèng, chị Nga và Song Hỷ là 2-3 vị trí khác nhau đấy. Đây là Song Hỷ đi ở miền Tây đi, còn Phèng là Phèng ở Hà Giang đi. Đấy, Phèng Hà Giang này, còn đâu Song Hỷ ở dưới miền Tây này, còn chị Nga ở một vị trí ở miền Nam. Sài Gòn. Đồi chập. Gần như kiểu nói chung mà chứ về tinh là ba chị em mình là ba vị trí khác nhau, và chúng ta là những siêu nhân biết mình. Nè anh Phèng thì tốt ở trên. Trên núi. Xong rồi tới chị Nga nè, cái đồi nè. Em lại tốt ở dưới này là dưới sông. Đây là siêu nhân hồng nè, siêu nhân vàng và siêu nhân đen. Nhưng mà đến cái từ cái vị trí của Phèng đến đây với Song Hỷ là cũng khoảng tầm hơn 3.000 cây số. Đấy là một cuộc gặp gỡ là rất là ác đấy nhỉ. Lần đầu tiên hôm đợt đó anh mới có về miền Tây, Cần Thơ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không có duyên rồi xuống đây, mà hôm nay lại có duyên rồi từ Cần Thơ về tới Châu Đốc anh em. Lần trước là đi thẳng xuống rừng tràm Trà Sư, xong là đi lên luôn, không có rừng ở Châu Đốc này.
Đấy. Bởi vì không đi qua Châu Đốc rồi, bởi đâu có gặp em được. Đấy. Yeah. Vinh dự lắm mới được gặp Song Hỷ. Đấy, một người đẹp của miền sông nước. Đại diện cho Châu Đốc. Đại diện cho con cá. Con cá Ba Sa. Ngày trước nghe mọi người nói chuyện là Song Hỷ là hoa khôi các bác ạ. Đấy, quả vùng Châu Đốc này. Từ tôi nói. Đấy. Chị nghe đồn thôi chứ không có. Thật. Không có đâu. Có. Nhiều người nói với tôi. Đi thế mình đi. Thôi bây giờ mình đi đi. Mình đi kiếm gì ăn. Ok. Đây các bác đến quán rồi. Quán này là quán bánh canh bột lọc. Bột lọc. Anh vô Nam là phải bột lọc. Anh đọc lại. Lọc. Bột. Lọc. Lọc. Đúng rồi. Bột gạo. Đúng rồi. Đấy. Đây là quán này là có mì này. Có gì ấy? Nui. Lui. Nui. Lui. Hủ tiếu. Hủ tiếu. À, hủ. Nuôi là thường ở trên anh gọi là con nuôi á, biết không? Ờ. Biết không? Không biết luôn hả? Còn Giang thì biết. Còn có cá này, heo này, gà này, bò này, viên giống, này. Giống cô giáo dạy chữ của chị đó. Anh vô đây anh phải nói là gặt miền Tây nha. Gặt miền Tây. Hôm qua có học mấy gì mấy câu gì đó. Đánh vần cao lờ thấp mà đứt cả lưỡi rồi. Anh thường là người ta gọi là xanh lá đúng không? Bên em gọi là xanh lè. Xanh lè. Xanh lè. Xanh lét. Đây là đi kiếm mì gõ không có. Bữa nay 15 người ta nghỉ hết trơn rồi. Mì gõ không có. Nên là chuyển vị trí các bác. Mì to, xe to đi. Cũng là mì nhưng mà nó xe to hơn xíu. Chào cô. Chào chị á. Ủa này dễ hả? Canh bột lọc nuôi mì tươi. À quán này luôn. Dạ. Ở này dán cũng dễ. Giờ heo. Đà, quán là quán của cô Uyên. Nói chung quay các bạn con quay rồi cô Uyên ạ. Cô Uyên. Uyên là bữa này lâu chưa? Dạ được năm mấy. Nhất tôi bán bún lại quay được rồi. Giờ nghỉ bán luôn. Đâu chỗ rồi. Cái này là cái gì đây ạ? Con nuôi. Nuôi á. Nuôi á. Là phải làm cái này đi, gọi là nuôi độc lạ. Thôi làm món này đi. Hay là phải tìm những cái gì đó. Đông lạ kìa bán canh bột lọc. Đây là cũng là bột sản phẩm nhà làm. Bột lọc phẩm không mùi. Em dạ. Mỗi ngày mỗi nhà bánh canh với nuôi cũng được là xong hết rồi xong nghỉ bán bắt đầu bán tới món khác. Thế bây giờ cái nào cũng muốn ăn cách này. Ngày cách đêm chỉ là làm trong một ngày bán hết trong một ngày rồi thôi. Dạ. Không có làm không có phẩm không mùi nhưng mà nhìn cái này nó tự nhà làm. Dạ vâng, nó cứ giống như cái bún đấy nhưng mà nó lại hơi ăn thử cộng dạ. Đi rất là ngon. Không có ăn thử ơi nhà làm mà ngon lắm. Bảo đảm cưng, ít có nó, ai mà như ép đường cộng nhỏ. Bánh tằm. Bánh canh bột gạo. Bánh canh bột gạo. Gạo, canh bột gạo. Ăn với cá lóc. Cá lóc rất là ngon, cá lóc. Chị từ từ anh học dạ. Chặt mấy cái này. Từ từ anh hiểu. Cái này là bún này. Còn cái này là bánh canh bột không gạo. Không phải bún đâu, đây không phải xài bún thôi nha. Cái cộng này là cưng ăn bún mà quế đúng luôn á. Cái này là sợi chứ ạ? À? Sợi nhưng mà ở xứ chị là kêu bằng bánh canh bột gạo. À dạ. Đây là bánh gọi là cái kia em gọi là khoanh giò đúng không? Gọi vậy là cục. À cục giò. Khoanh giò móng. Dạ. Mò viên. Dạ. Hoành thánh. Hoành thánh. Phèo non. Dạ. Nhưng mà mấy em này ở đâu mà không biết? Ở tít trên núi. Hà Giang. Ở vùng cao nguyên hả? Hà Giang. Hà Giang, dạ. Miền Trung, miền núi, miền núi, dạ. Ở trên núi mà, dạ và người rừng ạ. Hà Giang là ngoài Hà Nội, chưa từng đi tới, chưa biết. Dạ. Nè quấy đây nè cưng. Em người rừng. Bò giò viên, không phẩm không mùi luôn. Trứng cút, hoành thánh, thịt heo, mì tươi, sợi, rồi mỡ tỏi. Mỡ tỏi ạ. Hành phi, phèo non nguyên chất luôn. Còn nguyên cả. Cá rỉa xương luôn. Ăn rất là ngon, ăn thử đi, lát ăn thử đi biết. Ăn thiệt chứ. Gà chặt, gà xé. Giò heo chỉ đây có nữa nè, mà tại chị chưa. Đây, đây. Nè, chưa có vớt lên, giò heo không ngon. Chị muốn để cho mềm tí. Chị này là chị bán 1 triệu thôi, tối thôi. Bữa mang ngày mẹ chị có bán ở chợ nữa, nhưng mà mẹ hư rồi. Nè, chị vớt lên thao cho cưng coi. Rồi quay đi. Thịt nóng hổi, tươi xanh đàng hoàng, mỗi ngày mỗi bán. Xanh luôn. Nhiều khi mấy cái cưng ăn thì nó hơi ngọt. Dạ. Tại mấy cái cưng là người Bắc nó hơi ngọt. Miền Nam thì phải ngọt một tí nó mới được. Còn mấy đứa cưng thì ăn có vị hơi mặn. Dạ.
hầu như là không có để đường. Đúng rồi, đường. Đúng rồi. Còn về, đây thì phải có hậu đường bán về cái đây đường. Là văn hóa ẩm thực đây là khác, ừ, khác hoàn nhưng toàn. Nhưng mà nếu cưng ăn không được thì niêm miếng nước mắm vô, dạ. Nặng miếng chanh vô, dạ. Là nó nhả cái ngọt lại. Dạ. Vậy đó. Lát ăn thử đi, chị cho rau giá vô là ăn nó hết bị ngọt. Rồi, ừ. Đó. Bây giờ đang bây giờ là ăn này trước đây ngon. Coi như thử là một chén vừa ăn hai ba món gì đó muốn. Dạ vâng, ăn thế à? Thì cho hai bát bé bé ạ. Ừ, hai bát nhỏ. Dạ. Trộn chung hai thứ luôn. Hay là trộn tất vào nhau được không ạ? Được, đó là lai nhau đó, ăn không ngán. Thế thì cho tất những cái này vào nhau đi ạ. Cái này với cái này. Không được. Cái này chung thôi. Nó muốn ăn cái chút thử. Rồi vậy. Đúng rồi, em có từng bán rồi, một tô mà bốn món luôn. Dạ. Rồi có từng bán rồi. Có từng bán rồi. Có từng bán rồi thiệt. Dạ. Cũng như em này chỉ muốn thử một chút mà còn, trong một cái tô. Tất cả những cái này thì mỗi thứ cho một thứ. Rồi một cái cho miếng vô. Rồi. Lung tung trưởng. Giữa nuôi dài và nuôi nhỏ thì anh thích nuôi nào? Ô thế lại còn hai cái ấy à? Một thứ mà người ta lòi cộng nhỏ cộng bự. Thì mỗi thứ một tí. Năm thứ luôn. Hủ tiếu là 6 thứ luôn, hủ tiếu xe đét luôn. Trời. Nè, hủ tiếu xe đét nguyên chất luôn, không chua luôn. À. Ăn hết tô cũng không đứt luôn. Ngon lắm. Nè vẫn ồ ngon nha. Vâng được. Đó. Bán hàng ngon không mà không có hàng dởm. Lên vậy nè, cho tao quay cho nó đẹp. Đó. Rồi. Đó. Bếp hủ tiếu xe đét rồi nhưng mà mình đưa cái này lên người ta mới thấy được nè, cái sợi hủ tiếu như thế này nè. Đó. Còn cái kia nó có miếng chữ nó mọc về nước chung của riêng cưng. Rồi vậy làm tô. Xong thì ăn gì nhỉ? Em quên đi chứ. Em ăn bánh canh bột lọc đi. Coi chị ướp thế này nè, tên gì quên rồi. Dạ. Cưng ơi, chị nói gì quan một nuôi mang về nước chung hay nước riêng? Cho em bé, chị bán cho khách, chị bán cho khách. Nuôi nước chung người lớn ăn hả? À, xong thì ăn gì nhỉ? Em ăn bánh canh bột lọc. Bánh canh. Bà chủ ơi. Để hết ông quan. Chị ơi, lấy quần thanh trắng luôn nha. Rồi. Đúng rồi, bánh luôn, 6 thống luôn. Vậy là em mới đặt tiêu đề này là đọc là nét đọc là tô bánh canh một loại châu đốc, đọc là châu đốc, 6 loại trong bình. Chắc là chỉ có mỗi mình phèn phèn gọi thôi. Em có châu đốc mà em còn không ăn cái gì vậy. Anh về mới lần đầu tiên anh ăn. Trời không, ơi, ở đây 6 món, lấy 6 món luôn. Như anh ở trên núi là đi xuống các thành phố lớn có rất là nhiều món ăn ấy. Mà mình không biết chọn cái nào. Mình chọn tất đi. Cái gì thập cẩm mới lung tung trưởng vào. Đấy. Nếu mà đáng ra nếu mà em mà như anh á là em sẽ lấy mỗi thứ một con tô ăn gì mới. Thế có mà thành cái bụng to chỉ có người chị Nga làm được việc đấy thôi. Hai bát như thế chị nhá. Hai bát đầy đủ. Còn đâu xong nghỉ ăn gì em? Em ăn bánh canh bột lọc, bò viên với phèo. Đó, chị Nga ăn gì? Chị Nga ăn bánh canh bột lọc. Ờ thế à, hòa thôi à? Hòa thôi. Ờ, thế thì hai bát tổng hợp đấy thì lấy một bát thôi nhá chị nhá. À, đang chưa upload được. Tại vì á, ở đây á, chị là bán bây giờ một bát bánh canh một lần có cơm phèo với giò viên. Làm một tô bình thường. Rồi, chị sẽ làm trước. À, làm từng cái luôn. Như được chưa? Cái tô này đi, cái tô kia nó bự quá. Ra cái tô này nhìn quay vô nó mới ngon hơn cái tô này. Đúng rồi. Cái tô này nó đẹp. Xong là mai về giảm cân sau xong nghỉ. Không, nó vẫn là bao nhiêu bánh. Quay cái tô này nó như vậy nhưng mà cái tô nó khác nhau. Chị làm nhanh quá. Đây là 4 món. 6 rồi mà. Mình bánh rồi nữa. Đây là bánh canh nuôi đó của ai mà nhiều với Dương Nguyệt. Đâu 6 món mà đó. Để Hoàng Thánh vô cho. Có bao giờ thái vào tay không chị? Không. Đây là cái gì nhỉ? Bò viên. Dạ em xin ạ. Có búp bê luôn hả? Nhà búp bê luôn hả? Không, em muốn cân. Khỏi để cho bánh canh một lọc. Khỏi để cho bánh canh một lọc. Chị cho con thử miếng phèo luôn, rất là ngon. Ngon quá. Vào đi em. Tươi không à. Ăn thử đã lo rồi. Phèo ở đây ngon lắm. Ừ. Chị bán phèo nhất không à, không có bán rồi còn ăn mà mình bán. Đây, biết chị bán mấy năm chưa? Bốn mấy bao nhiêu đời chứ chị bán là bốn đời đó. Bốn đời. Đời bà và chồng bà ngoại là một đời, bà ngoại là hai đời, mẹ là ba đời, chị là bốn đời. Thế đời thứ năm đã có ai? Không có, thất chị rồi, chị không có con. Chị không có con, chị đi sảy hai lần rồi. Ôi. Thất chị mà không ai đời chịu nói nghiệp này đâu, cực dữ lắm cưng ơi.
làm ra sản phẩm cực lắm, nó hơi dễ nuôi nó cưng mà không thấy được. Dạ. Thôi giờ nhường em nuôi đi. Đây bánh canh của chị Nga nè, chị Nga không gì để nè. Cái này là của em đúng không? Cái này của em gái nè, không này của em. Của em. Ba phần vô giùm này của em gái này phải không? Đúng rồi, ba phần là sao? Cho thêm ba cái bằng này nữa. Rồi cái để ra ngoài đây. Ba phần bánh là mang về là cho đây luôn, cho vào đây luôn. Ba phần như vậy là một tô bự hả? Vâng. Còn cái tô là tô bự nữa đâu. Giống tô này đúng vậy. Ba phần bánh là thế là quán của mình là có đến tất luôn. Đây là hôm đặc biệt nữa nè. À, giờ lấy cái bề này cắt cái mâm xôi. Hỏng xôi kêu bằng hỏng xôi. Thắng này chị bệnh nhức đầu nha. Cái đó gọi là đừng cắt dễ. À, chị... Chị... Cắt dễ nhai, không cắt dai lắm. Cái này có dai không? Mềm ăn được. Cắt dai quá đó cho em ăn. Để nó to ra chị ạ. Cái phần đầu nhiều mỡ nhất. Nhiều mỡ hả? Dạ. Hoàng nữ được bóng có chị xinh quá. Đúng rồi đó. Hay quá người đẹp ơi. Dễ thương không? Đúng rồi. Chị làm cái nhà đồ ăn kỹ lưỡng lắm đó. Ăn thử đi, không bao giờ hôi heo. Ăn thử không? Không ăn thịt đúng không? Ừ. Ăn thử đi, không bao giờ hôi heo. Cục này rất là cứng. Cục này. Cục này. Rồi sao Thương Trang nước được? Kệ, tí nữa lấy thêm một bát nước ra. Dạ. Rồi cho em miếng giò này vô nữa. Miếng giò nào? Đây. Miếng thịt dê lợn nữa hả? Lấy thoải mái về người ta quay mà. Đúng rồi. Đừng sợ người ta ấy. Không phải, mình phải trình bày con nó đẹp, cái tô mới được. Đấy. Đó, có mới ngon. Đúng, phải lên đài, phải sao cho người ta bắt mắt mới được. Quay cái tô nó mới hấp dẫn. Ôi. Cái này là trước đây khoảng tầm 30 phút là ăn nhẹ nhẹ rồi. Đấy, làm mấy ổ bánh mì rồi. Dạ. Đúng rồi. Chút xíu nữa mấy chị coi thử đi. Cái tô này chị Nga ăn hết hay không nha. Cho bọn cháu mấy cốc trà đá nhỉ? Hết. Trà đá. Dạ. Cho cháu mấy ô trà đá kìa. Dạ. Chị này đang nhìn đang hoang mang không hiểu nữa. Vâng, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trà đá là đá trà. Dạ. Chị mình có cao không? Có. Em có number one. Xanh với chị tên. Number one chị tên nè. Có cao không có. Tuyệt vời. Cho cô ca là dễ tiêu. Màu là vừa có xanh. Nó mới ngon. Là có màu xanh. Nhìn cái tô nó mới ngon. Ồ. Giá nước như chị là nó phang phang nghe đó. Rất là ngon. Thấy không? Chan nước đi ạ. À? Thế không được. Thế à, thế cái này thì mang một bát nước to ra nhá. Chà nước đó là chị phải đem cái này chị trụng cho Cưng nóng rồi có một tô nước. À. Cái đầu Cưng mới gấp từ chén tới chén từ chén ra Cưng ăn. Không, bây giờ là chị cứ làm cho thằng em một cái tô như vậy. Để cho chị hay trước chị có cái tô nước ở nhà bự. Đã là lỡ rồi mà cho nói cũng như không. Làm cho sao quay dạ. Bây giờ đến tô của em đâu? Cái tô cảnh của ta đâu, 6 thứ. Đây, 6 thứ. Bây giờ mỗi thứ một tí ở đây nữa. Đó. Bát của tô của Phen Phen đấy. Mỗi thứ một tí như là có nuôi em đó chứ chị. Có nuôi rồi. Có rồi ạ. Chị ơi em mỗi thứ một ít thôi. Được rồi đây. Mỗi thứ một tí chứ. Em không giống như chị này. Chị ở đây cá ngon. Đây đây cá ngon. Dạ vâng. Dạ. Cái này chắc phải đấy. Phèo nữa giờ thiếu phèo. Thấy không em nhìn được liền. Cái thớt chị cưng ghê Phèn Phèn. Dạ. Ngon quá. Chị đi từ từ em. Cái này là mỡ hành đấy ạ. Tỏi phi với tỏi phi ạ. Dạ. Thép mỡ. Dạ. Ô thích cái này. Mọi người đây là ăn gọi là ghiền đó. Nó béo mà nó ngon lắm. Giòn mỗi ngày mỗi làm. Không có làm trước.
là ăn cái tóp mỡ. Mì, ừ. Mì tươi cũng là đó luôn đó. Dạ. Nồi mỡ, dầu tỏi, tép mỡ, rất là ngon. Rồi. Này là thịt bằm, nhưng mà thịt bằm hết rồi, thịt bằm dạ. Cũng đắt lắm. Cái này là gì đây ạ? Cái này là gì? Mỡ, mỡ à. Chỉ hết bỏ, chỉ à. Bỏ. Dạ vâng. À. Mỡ đi vô. Trời ơi, tuyệt vời luôn, thử rồi, đi. Chan à. Đi chị ơi. Dạ, chan cho em đi. Cái này phải no đến ngày kia rồi, ngon quá. Đây có dịp đi du lịch xuống đây nhé chị, 3 dạ. Giờ 4 giờ chiều là chị có rồi để chị dạ. Đi cho. Bình Bình không quen, nó nóng lắm, nó nóng lắm, Bình Bình không có quen nóng. Vâng. Nào. Rồi, có hôm nay rồi trước thì chứ không có. Rồi, ok anh, cảm ơn anh. Chị ơi, cho em cái muỗng. Đây, có luôn. Cái này là cái muỗng nha anh, muỗng. Cái muỗng. Cái này gọi là cái gì à? Muỗng. 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 Anh ăn nước tương hay là ăn nước chân ngọt? Ờ, chắc là cái gì cũng ăn đi. Anh ăn gì món nhiều vậy? Hả? À, đây là nước tương. Là đổ vào đây hả? À? Hay đổ vào đâu? Đây pha cho. Ai thích ăn chua không? Nó bằng cái mắm kìa. À mọi người pha nước mắm ra đây à? Như mình là mình đổ thẳng vào đây. Nước mắm đó. Để vô cái chén. Bởi vì khi mà em đi ra Tây Bắc á, em thường kiếm một cái chén như vậy á. À. Tại mọi người ăn là mọi người để vô chung cái sắc đồ. Sắp gì em miếng ớt. Anh ăn sao tới không? Có, cái gì cũng được. Chị em xin cái muỗng nhé. Đây. Ok, cảm ơn. Chị ăn ớt hả? Ớt sa tế không? Có rồi, chị gọi rồi. Uầy, bát của chị Nga siêu to khổng lồ các bác. Đây, bát của là ngập mồm tất binh luôn nha. Phun tất binh luôn nè. Hoành thánh. Trứng cút. Cái này giò heo. Giò heo. Đã quá đã. Phèo. Phèo béo. Wow, thèm chưa, da heo nữa. Đây. Ờ, cái món da heo nhìn núng lính nhờ. Đây, chấm mấy nước mắm nè. Thôi, mời Phê mời xong Mỹ mời đại gia đình nha. Mời chị, em ăn tương ngọt, mọi người ăn tương okay. À. Mời mọi người nha. Ủa chị Nga ăn nước mắm hả? Ờ. Ba anh em ba ăn khác nhau ha. Ừ. Ăn vậy cho nó sốt nè. Ở đây người ta chơi đèn hết rồi. Mời xong Mỹ nha, mời chị Nga nha. Mời đại gia đình nha, mời Phê mời xong Mỹ. Thử cái này nè. Cái này là vừa gọi là cái gì nhỉ? Đuôi. À, đuôi. Ngon. Ừ, ngon quá. Ô, có sữa đậu nành luôn hả? Sữa nành hả? Sữa nành chớp ơi. Ô, có sữa đậu nành hả? Cho em 3 ly ít sáng thôi. Trời ơi. Anh ăn ớt thì để ớt khô vô nha. Thôi, cái tô em hấp dẫn quá. Nhưng mà quả xong thì bé tí. Có một tí thôi. Đấy các bác nhìn xem. Đấy. Không dám tí tí đâu, nhưng mà nó là đầy chất tinh bột nha. Ăn là bao no luôn đó. Ngon lắm. Đây là bánh bột lọc nè. Bánh bột lọc. Bánh canh bột lọc. Em cảm giác như kiểu là nó là sợi bún nhưng mà lại kiểu tráng có mỡ. Giống như bánh cuốn nha. Ừ. Đúng không? Anh phải để dầu ăn vô nó không có bị dính lại. À. Nó sẽ trơn hơn, mình dễ lấy cái sợi. Nó giống như kiểu sợi bún này nhưng mà cho dầu ăn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Gắp nó toàn tuột rồi. Khó gắp lắm, phải lấy một xúc. Nó là bổ. Ngon sao Mỹ à? Cô nắm nước dùng ăn ngon ha. Anh hay có bị cô quá ngọt không? Ngon không. Cô bảo ngọt thì cho thêm nước mắm vào là sẽ nó sẽ đỡ ngọt đúng không? Đúng rồi. Canh hoặc là nước mắm vô. Bánh canh này mà con thầy cũng xin phép ăn muỗng nha, gấp lửa khó mà. À, anh bằng muỗng mà. Cái sợi bánh canh bột lọc này ít ai mà bán lắm, tại vì thường không có thời gian mà để mà làm cái sợi bánh này đâu. À. Thường người ta mua ngoài chợ là bánh canh bánh tầm á thì nó sẽ gọn hơn. Có bánh gì mà bánh tầm cà ri vịt á, đúng không? Bánh tầm cây á. Bánh tầm cây thì ở khu ở dưới Sóc Trăng hả? Ừ, Sóc Trăng. Anh chị ở lại đây một tuần không? 3-4 hôm luôn. Vậy là họ thích nha. Cô còn châu đá cho nghe thêm nước dùng nè, Phan. Ừ. Tại chị, của chị là nhiều quá. Bát của chị Nga chắc phải bằng 3-4 bát của mình. Dạ. Yeah. Sáng giờ đợi xong thì đói lắm rồi. Nghe hả? Dạ. Sáng giờ em trên núi á. Ừ. Em mới xuống núi. Em mới xuống núi hả? Ừ. Này mới trên rừng xuống. Ừ. Chị Nga đồng bằng qua. Lúc mà chị Nga điện em là em đang trên núi, núi cấm. À. Ừ, nhưng mà cũng có núi cấm á. Có. Ừ, Hà Giang cũng có núi cấm. Có luôn hả? Có. Vâng ạ. Dạ. Ngày bao no. Wow, đó, đặc sản của Châu Đốc rồi hả? À đấy ạ. Vui không? Sữa đậu nành của em hiếm mà.
Dạ. Nhưng mà đặc sản là cá lóc á. Vô. Nhiều đá. Ở trong này cái gì cũng vô nhỉ em? Không. Ừ. Một. Hai. Ba. Vô. À. Trời ơi, uống chưa được một hơi hết rồi. Bạn này đá. Thôi cho nên ít uống đá đúng không? Có nhưng không nhiều như này. Cho nên này muốn một ly cà phê sữa hoặc là phê đá là có một cục đá gì một, một viên bé. Như kiểu mình uống cà phê ấy, hoặc là uống hôm nay đi mua một một cái cốc nước mía ấy, có 10.000 bảo rẻ thế nhưng mà thực ra là toàn đá. Đá mà. Đá. Ừ. Nhưng mà dưới em uống sẽ ngọt hơn. À. Cà phê dưới đây ngọt liền luôn. Sữa nhiều quá. Ừ. Ôi chỗ này mát nhờ. Ừ. Khu này là cũng là tập trung là ăn uống nhiều á, mà hôm nay là ngày 15 là ngày ăn chay nên là những cái quán ăn chay sẽ đông hơn những món quán ăn mặn. Ừ. Nhưng mà bên bên gặp trong người thấy không người thấy sao? Đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời không? Ừ. Anh quá khen. Đẹp. Xong rồi ở ngoài còn đẹp hơn trên clip nữa. Là tự luôn các bác thấy mà đúng như mà nhì ấy nhờ. Ở bên ngoài, bên ngoài thì nhìn đẹp, đẹp hơn nhiều. Dạ. Bữa giờ anh đi em nghe nói ngoài Hà Giang là bị sạt lở với bị ngập á. Đúng rồi, đây này. Bây giờ nó đã khắc phục được. Bây giờ thì đỡ rồi. Bây giờ thì đỡ mưa hơn một chút nhưng mà vẫn mưa. Đấy, với cả ngoài ở đấy thì thường thường là sẽ là mưa xong là nó lũ xong là nhanh lắm, không ai nói trước được. Ví dụ bây giờ nó nắng nhưng mà tối nó lại mưa luôn. Tại vì em dự kiến là đang định đi ra ngoài Bắc. Bao giờ đi? Chắc là cũng chưa biết nữa. Em cũng đang coi thời tiết như thế nào để mình phù hợp để mình đi ra ngoài đó. Là anh nghĩ là mình đi ra mà hôm bữa xong mày có ý định là muốn ra đó. Đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ là nếu em đi là đi qua tháng, qua tháng 7 mưa ngâu hơn. Đến tháng 8 thì đi đẹp hơn. Đúng rồi. Giờ là mưa ngâu hơn. Ừ, bây giờ mưa bất chợt mà nó mà mưa một phát là nó sẽ bị lũ ấy. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Đường đi nó đẹp mà khó, khó như đi là lắm. Cái đường người ta nói là ở Hà Giang là một cái gì đó rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Có bị đi Hà Giang chưa? Đi rồi, em đi nhiều lần rồi. Đi nhiều á. Mà nhìn mê lắm trời, mê. Núi rừng rất là mê luôn. Mà có một cái là sao mà khi mà bị phải cái trường hợp mà thiên tai á, nó bị ảnh hưởng nhiều quá, thấy tội không? Mà có anh Thắng vừa về là bị sạt lở nghiêm trọng rồi, có phen phen. Chính vì nó đợt này nó đang mưa lũ nên là các công trình như làm nhà làm cầu, chỉ có một cái cầu đang chuẩn bị khởi công nhưng mà nó mưa lũ nên là không làm được ấy. Cho con miếng trà được không? Trà. Cảm ơn. Rồi bây giờ anh về miền Tây thì thấy mưa nhiều không? Về miền Tây là hôm qua ở trên chỗ Má Nhi thì mưa, về đây thì không mưa tí nào. Về đây trời đẹp quá. Ngày hôm nay âm mưa quá. Đẹp như sông Mỹ hả? Chứ qua giờ em đặt nhà không á. Vậy hả? Bữa nay chị em mình gặp nhau là trời đẹp. Ngày hôm nay tự nhiên trời đẹp mà không hôm bữa xong Mỹ về long ngánh hôm nay là được là cô gái bảo mà cô gái về mưa nữa. Đi đâu mưa đấy à? Đúng rồi. Cái bữa em về đây là mưa suốt hết trơn 3-4 ngày luôn liên tục luôn. Không nào. Mình mà đi làm kiểu quay ngoại cảnh ở ngoài trời mà cứ gặp mà Song Hỷ mà đi đâu mưa đấy. Nhưng mà ngày mai mà mưa thì đúng là không phải lỗi do Song Hỷ mà lỗi do Phen Phen. Lỗi do Nga nữa, ngày mai mình Nga quay mà mưa mới vui. Chị Nga là gần như kiểu là không có duyên với cả Chợ Nổi nhờ. Đúng rồi. Bảo là 4 lần đi Chợ Nổi. 5 lần rồi. Ngày qua 5 ngày. Ngày qua là 4 giờ rưỡi sáng là mưa lụt luôn. Vậy là không có đi. Không chuẩn bị lên tinh thần rồi, lên dây cót rồi. Lên dây cót rồi hả? Dạ vâng. Đúng là chị Nga. Anh ăn không? Ăn mấy cái bánh này nè, nó lạ không? Ngon. Ở ngoài mình có bán không anh? Cái bánh tô nước lèo không nha. Có. Ngoài. Em đi ra ngoài ngoài anh á, em từng đi kiếm coi có cơm tấm với mì hủ tiếu không mà thấy không ai bán. Chỉ có bánh phở thôi. Với bánh cuốn. Phải là ở Hà Giang không có một cái quán nào gọi là quán hủ tiếu. Đấy, có tàu phớ thì có hủ tiếu là cái đậu hũ đấy. Ừ. Hầu như là thấy phở là phổ biến à? Phở là phổ biến, phở là đặc trưng. Ừ. Từ Hà Nội trở ra là bắt đầu phở nhiều rồi. Còn bởi vì em nói em đi kiếm hết trời luôn, không thấy cơm tấm nữa, không thấy cơm tấm, không thấy hủ tiếu. Hay là chị em mình đi ra ngoài đó người bán hủ tiếu người bán cơm tấm. Được. Thế thì đắt, cũng thấy lắm nhờ. Dạ, vậy được á. Nguyên liệu cũng dễ kiếm mà. Đúng rồi. Hủ tiếu là nhập hủ tiếu ở đây về.
rất nhiều người giống nhau mà. Căn bản là ngoài đấy không ai có làm ấy, thì nó sẽ là lạ. Không có nào họ làm mới sợ nó. Dạ. Chị Nga, bữa hôm em nói á, ở chỗ em là chưa có mì quảng á. Mì quảng. Ừ, đúng rồi. Bữa em về đây làm thấy em có một tiệm mở. Wow. Nhưng mà em chưa thử lần nào không? Em chưa thử, mới mở mấy bữa nay à. Ừ. Thôi giờ. Ở đây mũi cắn hay không? Anh cảm trạng em giác nhiều mũi cắn không? Có chứ, nhiều á. Không dám kêu. Trên anh có mũi nhiều gì không? Ừ, nhưng mà nó cũng không nhiều như này. Ở đây là nó cắn ghê. Ừ. Phải đưa Phan Phan về Cà Mau, về Như Nguyễn Cà Mau. Thôi, nếu mà về Cà Mau em còn giữ nữa. Em không bao giờ em ngồi được luôn. Em ngồi mà cái mông của em nhảy cà giọt cà giọt. Nhưng mà công nhận phải nhiều mũi thật nha. Mà có mũi ở dưới là nó cắn dai, nó cắn tới một tuần luôn chưa thấy. Chị Nga đi về nhà gần 10 ngày cái vết nó vẫn còn thâm. Nhưng mà ở đây, đấy, là mọi người toàn mặc quần dài kìa. Kìa kìa, mỗi chị em mình. Quần lửng nó là cái đám ăn. Đấy. Không, ai cũng quần dài, quần lửng á. Là thì sao? Em mặc quần đùi. Em biết tại sao mà người ta mặc quần dài ban đêm không? Sao mũi cắn? Sao mũi cắn? Ngày mai là cái hành trình của mấy anh em. Đó là nằm ngon nha. Sẽ chia sẻ nhiều quá, hơn em không về những địa điểm được. Rồi nhảy áo nữa không còn kìa. Nhưng mà cho ít đá cho ngọt đi. Không cảm nhận được. Nhờ vào... Còn hơi không đủ. Xong nghỉ. Ê, mấy anh chị YouTuber mà về nhớ em về Châu Đốc mà nhớ em là em mừng rồi. Cứ đến nói đến YouTube này Châu Đốc là có Song Hỷ. Có một cái gì đó để mà níu kéo lại. Chứ mà miền Tây thì ít cũng có nhiều bạn YouTube nhưng mà nếu mà nói về giao lưu thì chắc Châu Đốc chỉ có mình anh em. Còn người Song Hỷ. Nhiều thứ miền Tây cũng nhiều anh chị em làm về kênh đó. Ừ. Nói chung miền Tây em giao lưu cũng khó mà. Nên nói chi mọi người. Em ý là em là người miền Tây mà em muốn giao lưu mà cũng còn khó. Đúng rồi. Nếu mọi người à, Bắc, bên Bắc á. Rồi anh em tất cả là Nga tặng em nữa nè. Ôi ôi. Đầu lành là tặng. Ba ông đây để dốt cho thêm. Trời ơi. Không cần đâu coi. Bữa nay mới biết cũng ngon. Ồ. À thế ạ? À nấu. Nấu để uống. Chứ không có bán. Hên dữ vậy. Ôi. Rồi nhất hiện đó. Ôi, cảm ơn. Dạ, góp cho đây luôn. Ôi. Dạ. Cô bán cá ngon lắm nhưng mà lúc cô bán là em bán bốn mấy năm đó mà ta lấy chỗ lại nghỉ luôn. Trời ơi. Rồi vậy về hu luôn. Hu uổng vậy đó. Bạn hai đứa con gái nó đi làm. Để con, để con. Nó đi làm mà nó không cho bán. Bán cô bán là nổi tiếng lắm á. Wow, nhấp cạn chén luôn. Vô cả không? Đó, vô cái đi. Vô cái đi, chúc mừng đi. Nào, 1, 2, 3, vô. Đấy, đã có mặt ở nhà khu vực Song Hỷ các bác em. Nhà em thì gần đây thôi. Ừ. Đại bản doanh của Song Hỷ gần bên này. Gần bên đây. Ừ. Nhưng mà không được đọc địa chỉ nha Song Hỷ đó nha. Ừ. Sao vậy? Mọi chỉ người đọc nhà. Chỗ mà Song Hỷ bán nội thất thôi. Chứ còn đâu đọc địa chỉ nhà Song Hỷ ngày nào có người đến đập cửa thì chết. Chết luôn nha. À, nhà Song Hỷ bán tất cả nội thất. Nhưng chỗ đấy nào Song Hỷ bán hay là... Cái này là gì, cửa hàng của gia đình. Cửa hàng của gia đình luôn em. Em là chỉ bán đặc sản của em thôi. Song Hỷ bán gì? Em bán đường mặt không nốt, rồi mặt... đũa không nốt như vậy nè, anh đang xài là cũng là đũa không nốt nè. À, đũa cây tốt nốt à? Nhưng mà ví dụ mà một cái gói đấy là bao nhiêu đôi? À, một hộp như vậy là 120 ngàn là 10 đôi. 10 đôi à? Dạ, mà gỗ là chất lượng là gỗ 100 năm. Ngoài, 100 năm cái cây tốt. 100 năm. Còn đường tốt nốt là đường viên hay là cái đường ấy? À, đường bên em á, nói chung là nó nguyên chất thì nó cũng là làm thủ công luôn thì nó là dẻo dẻo thôi, thì nguyên chất này nó chỉ dẻo thôi chứ không cứng được. Khi nào mà anh pha đường cát hoặc là anh làm được xử lý gì đó thì nó mới cứng thành viên được. Để nào anh về đi em gửi anh chút ít về nhà sử dụng nha, nấu chè ăn quá làm nhà hàng á. Đường thốt nốt này đúng không? Với lại sử dụng đũa để cho ăn trong nhà hàng. Đúng, đúng cái đũa này. Ừ. Mang thương hiệu Song Hỷ về lắm. Có gương mặt của em giống đúng rồi. Xe nước mía sắp tới luôn mà. Nhưng mà số điện thoại đấy có phải số điện thoại của Song Hỷ không? Số
điện thoại của em luôn mà. Nên là, đơn luôn. Có nghĩa là gọi gọi điện nói chuyện xong thì là gọi số đấy được đúng không? À, mua hàng đi anh, chứ đừng gọi tâm sự. Mua hàng đi anh. Mua hàng đi anh. Đây các bác, ai mà muốn gọi điện cho xong thì xong thì đọc đi. Mọi người biết. Ông bà cô chú nào mà có muốn ủng hộ sản phẩm của nhà của xong thì giống như là đường hút nốt nè, đồ hút nốt nè, nước mắm cá linh non nè, rồi khăn giặt thủ công thì liên hệ với xong thì số điện thoại là 0344 226262. Đấy. Này các bác muốn gọi điện nói chuyện xong hỉ thì có mua hay không thì không cần biết đấy, nhưng mà cứ gọi điện gặp xong hỉ nói chuyện đã đấy, chết con... em mắc ngủ luôn là có nghĩa là bán đũa này đấy, xong là bán đường tốt nốt, đường mà tốt nốt này với cả bán khăn đúng không, khăn mắm mắm là đặc sản của em là mắm nè, ngày mai em sẽ dẫn anh đi là thiên đường mắm thế tuyệt vời. Đó là tuyệt vời. Ui trời ơi, chị sao mình tự nhiên ly trà đường không để trà đá không để cho em để đâu vậy? Để xuống đi. Trời ơi. Nhưng mà chị mình đẳng cấp thật em. Kệ ai nói gì nói, mình ăn mình vẫn ăn rồi. Trước khi mà em đến đây á là em đã xử là 10 cái thịt bò và 10 cái chân giò, chân gà. 10 cái chân gà. Rồi. Một dĩa đu đủ đâm. À. Em muốn ăn cái sợi này. Em đang luyện. Đang luyện á? Đang luyện. Có không mình lộn. Nên ăn nhiều. Nhưng mà ăn nhiều thì bây giờ phải học bí quyết của chị. Nga thì chị ăn không có mập, em ăn mà bị phì. Thế bây giờ phải có bí. Nhưng mà chị Nga là bật mí với cả khán giả là 1 triệu sắp chị sẽ bật mí. Đấy, bí mật là có thể là ăn. Đấy, nhưng mà bây giờ bí mật bí quyết. Đấy, nhưng mà nói chung là cái slogan của chị Nga có nghĩa là đấy, đồ ăn không phải là cái nào không phải cái nào cũng dở đúng không? Đấy, nhưng mà chọn cái đồ ăn nào nó phải phù hợp với mình thì nó sẽ ngon đúng không? Quan trọng là món đó mình thích hay không? Quan trọng là món này mình thích không, và đặc biệt là ăn với ai và ăn ở đâu. Đấy, slogan của chị của mình. Đấy, nhưng mà chị của mình cũng là một người là quảng bá kiểu là cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam mình ấy. Đấy là có cái có những cái người mà làm ẩm thực ấy như thế này thì sẽ kiểu là để cho khán giả toàn thế giới biết được là hoặc là trong nước biết là đồ ăn ở miền Tây này, ở ăn ở khu vực miền Trung và miền Bắc miền Nam nó như thế nào ấy. Yeah. Đấy, còn đâu ví dụ như làm về lĩnh vực thiện nguyện như Phang thì lại một lĩnh vực khác này, hoặc là làm về một số anh chị làm về lĩnh vực như kiểu là làm về du lịch khám phá ấy. Đấy thì nó lại lĩnh vực khác. Hôm nay là rất là may mắn đấy là chuyến du lịch của Phang ấy là từ hôm trước hôm nay đến đây là đầu tiên là được hành trình của chị cùng chị Nga đấy là từ Nghĩa Lộ đấy là xuống đến đây này đấy, xong là chị Nga dẫn đi xuống nhà cô Hồng này đấy, nhà em Phúc này, rồi xuống nhà má Nhi Ô Môn này đấy, và đặc biệt là xuống với cả người đẹp miền Tây các bác đấy, là cây song hỷ Vlog các bác. Đấy, Song Hỷ Vlog thì là anh em thì đã cũng đã biết nhau rất là lâu rồi, cũng đã quay giao lưu với nhau rất là nhiều. Đấy, Song Hỷ là người cũng rất là nhiệt tình, cũng rất là quý mến người khác. Đến miền Tây là đến với Song Hỷ, hy vọng là chuyến hành trình của Phang ngày mai ấy, là đi trải nghiệm quanh đây ấy, là Song Hỷ đưa Phang đưa chị Nga đi đấy để trải nghiệm. Đấy, ngày mai thì bây giờ này, video của Phang là cũng là buổi tối rồi, cũng xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý khán giả từ kênh chị Nga Sumo, cảm ơn khán giả từ kênh của Song Hỷ Vlog và khán giả từ kênh của Phang. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phang. Xin chào các bác nha.